Lúc này, trời đã bắt đầu tối, theo tính toán của tôi, đi lên đường núi một chút là trời sẽ tối hẳn, điều này khiến tôi có phần sợ hãi, bởi con đường núi Giang Tiểu Thơ dẫn tôi đi chính là con đường nguy hiểm nhất trên núi, trước kia từng xuất hiện lợn rừng, cho dù không gặp phải ma quỷ gì, chỉ cần gặp lợn rừng cũng đủ để lấy mạng chúng tôi rồi, tôi bóc lớp sáp bên ngoài, đưa viên thuốc vào trong miệng, vị đắng ngắt lập tức lan ra, trong đó còn có chút mùi cháy khét, tôi muốn nhổ viên thuốc này ra. Nhưng Giang Tiểu Thơ đã lập tức đưa tay giữ miệng tôi lại. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn ngậm thuốc cho em. Đây là thứ gì vậy? Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn. Mở miệng hỏi dò, anh không biết thì tốt hơn. Giang Tiểu Thơ đáp một câu lạnh như băng, sau đó lấy chiếc đèn giấy nhỏ từ trong túi ra. Chiếc đèn giấy chỉ to cỡ ngón út, rất tinh xảo. Cô bé dùng dây buộc chiếc đèn giấy lên đầu tôi, lên tiếng. Đây là đèn khóa hồn, khi đi đường anh phải chú ý cẩn thận, không được để bất cứ thứ gì lấy đèn xuống. Nếu không, xảy ra chuyện gì em cũng mặc kệ, việc này có liên quan tới tính mạng, tôi không dám coi thường, vội gật đầu, Giang Tiểu Thơ thấy tôi đã xác nhận, tiếp tục lấy ra một túi màu đỏ, bên trong đựng một thứ chất lỏng sền sệt, cô bé dùng ngón tay chấm vào, ngoạch ngoạc vẽ hình gì đó lên trên cánh tay trắng nõn, vẽ xong, cô bé mới bảo tôi bắt đầu xuất phát, nếu biết còn nhiều việc như vậy thì tôi đã không ngậm viên thuốc này sớm, tự dưng chịu khổ thêm một thời gian, mắt mở to, tôi đi theo Giang Tiểu Thơ vào trong núi, cứ đi theo em Đừng nhìn lung tung, đừng quay đầu, bất kể nhìn thấy thứ gì, nghe được điều gì, cũng phải làm như không nhìn thấy, không nghe thấy gì cả, Giang Tiểu Thơ dặn dò, khuôn mặt xinh xắn vẫn lạnh như băng, tôi khẽ gật đầu đáp lại, đi theo Giang Tiểu Thơ vào núi, con đường núi này rất khó đi, bùn đất trơn trượt, không cẩn thận sẽ trượt chân, hơn nữa còn phải chú ý tới đèn khóa hồn ở trên đầu, dù tôi không hiểu thứ này là gì, nhưng nghe tên thì có vẻ rất lợi hại, có trời mới biết được nếu thứ này rơi xuống thì sẽ xảy ra điều quái quỷ gì nữa. Giang tiểu thơ lại khác hoàn toàn, dù trong thân thể khá mảnh mai nhưng cô bé đi rất vững vàng, giống như đã sống ở trong núi từ nhỏ, đi chừng nửa tiếng chúng tôi mới tới giữa sườn núi, từ vị trí này, tôi vốn có thể nhìn thấy tình hình trong thôn, nhưng hiện giờ toàn thôn đã bị sương mù bao phủ, hoàn toàn không thấy gì, giống như ở nơi đó chưa từng có thôn làng nào vậy. Tôi biết số thôn dân buộc dây thường muốn rời khỏi thôn tuyệt đối đã thất bại, dù cách làm của họ rất hợp lý, nhưng mọi chuyện đang diễn ra vốn không theo lẽ thường, điều họ cho là hợp lý thực ra chỉ là một hành động buồn cười trong khi tuyệt vọng mà thôi lúc này giang tiểu thơ đang đi ở phía trước đột nhiên lên tiếng chú ý bây giờ chúng ta đã đến địa điểm mấu chốt tiếp theo anh tuyệt đối không được lên tiếng nhớ kỹ lời em nói không được quay đầu bất kể là thấy thứ gì cũng không được làm gì cả nếu anh không chịu được thì hãy nhắm mắt đứng yên tại chỗ đi chậm một chút cũng không sao chỉ cần trước khi trời sáng chúng ta vượt qua ngọn núi này là có thể ra ngoài tôi khẽ gật đầu lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo dâng lên trong lòng nhưng rất nhanh nước thuốc đắng ngắt trong miệng tôi đã hóa thành hơi ấm xóa tan đi sự lạnh lẽo đó tôi lập tức hiểu ra viên thuốc này dù đắng ngắt nhưng nó chính là thứ giữ mạng cho mình giang lưu lúc này có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi theo bản năng tôi muốn quay đầu lại nhưng sực nhớ tới lời dặn dò của giang tiểu thơ tuyệt đối không được làm như vậy cho nên dù đã quay đầu lại nửa chừng tôi vẫn cố ép mình xoay đầu nhìn về phía trước nhưng do giật mình tôi đã nuốt viên thuốc đắng chát kia xuống thầm kêu không xong tôi đang định nói cho Giang Tiểu Thơ biết chuyện, nhưng lại nhớ cô bé đã dặn dò không được lên tiếng. Tôi cuốn cả lên, bây giờ mình phải làm sao đây, nhìn Giang Tiểu Thơ đang đi ở phía trước. Tôi muốn đuổi theo cô bé để xin một viên thuốc khác, nhưng ngay khi tôi định tiến tới, một cảm giác lạnh lẽo lại dâng lên trong lòng, luồng khí lạnh nhanh chóng tràn ngập khắp thân thể, toàn thân tôi cứng ngắc, không thể nào nhấc chân nổi. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó đứng ở phía sau lưng mình, cả người tôi nổi da gà, tôi không dám quay đầu lại nhìn có trời mới biết thứ gì đang đứng ở phía sau lưng, nhìn Giang Tiểu Thơ đang dần đi xa, tôi rất muốn đuổi theo cô bé nhưng hai chân lại không nghe lời, dù làm thế nào cũng không thể bước tiếp, tôi định bất chấp hậu quả, mở miệng gọi Giang Tiểu Thơ, nhưng miệng như bị keo dán sắt dính chặt lại, hoàn toàn không thể mở miệng, trong thoáng chốc, bầu không khí xung quanh dường như đặt sệt lại, tôi có cảm giác như mình bị dìm xuống nước. Xung quanh vang lên vô số tiếng gọi, những giọng nói này lúc thì vui vẻ, lúc thì u oán, khi thì giận dữ, khi lại uy nghiêm, khiến lông tóc trên người tôi đều dựng ngược. Tôi vội nhắm chặt mắt lại, sợ mình nhìn thấy thứ quỷ tha ma bắt nào đó. Khi tôi vừa nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy cổ mình lạnh buốt, giống như là có thứ gì đang thổi hơi vào cổ tôi vậy. Cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo tới, mắt tôi díp lại. Khi chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên có một giọng nói kéo tôi thoát ra khỏi cơn buồn ngủ. Giang lưu, há miệng, là giọng của Giang tiểu thơ. Tôi há miệng theo bản năng, sau đó cảm nhận được có ai nhét thứ gì đó vào trong miệng mình. Cảm giác đắng ngắt nhanh chóng lan ra khắp miệng, kèm theo là một dòng nước ấm xuất hiện, xua tan cảm giác lạnh lẽo trong người, thân thể tôi bắt đầu có thể hoạt động trở lại, mắt tôi mở lớn, nhìn thấy gương mặt giận dữ của Giang Tiểu Thơ đang nhìn mình, thuốc trong miệng anh đâu, không phải là em vừa mới cho anh hay sao? Giang Tiểu Thơ mở miệng chất vấn, tôi chỉ vào miệng mình, ý nói khi nãy cô bé bảo mình không được nói chuyện, Giang Tiểu Thơ giận quá bật cười, nói thì đã nói rồi, sợ cũng đã sợ rồi, giờ không cần bận tâm nhiều như vậy, tôi ặc à một tiếng. Sau đó ngượng ngùng trả lời, vừa rồi anh bị dọa sợ, không cẩn thận nên đánh nuốt mất, làm càng, Giang Tiểu Thơ trừng mắt với tôi, lại dặn dò, tiếp theo anh phải thật cẩn thận, vì anh nên hiện giờ chúng ta đã gặp nguy hiểm. Sao vậy? Tôi hỏi lại, có thể đã kinh động đến thứ gì đó, em cảm thấy có chút không ổn. Giang Tiểu Thơ đáp lại, vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng động vang lên, lỗ tai lập tức dựng lên để lắng nghe. Có tiếng động, khi nãy, cả con đường núi này hoàn toàn vắng vẻ, nhưng tiếng động kia vừa xuất hiện, cả con đường đã trở nên rộn ràng tôi đưa mắt nhìn bốn phía đều là những người mặc quân trang màu vàng đất trang phục của những người này giống hệt trang phục quốc quân trong phim truyền hình chỉ là vẻ mặt mỗi người đều cứng ngắc ô ám đại tử khí giang tiểu thơ nhíu mày trước kia có quân đội đi qua đây nghe bà anh kể lại thì từng có trước đây vào thời kháng chiến chống nhật trên huyện bị chiếm đóng quốc quân hành quân qua thôn chúng ta tập kích theo đường nhỏ nhưng anh cũng không biết kết quả thế nào tôi trả lời nghi vấn của cô bé Giang Tiểu Thơ đột nhiên duỗi ngón tay ra ấn vào trán tôi một cái, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan ra khắp thân thể, giống như đang ngồi cạnh lò sưởi vậy, đi tới gốc cây kia chờ em, anh phải nhớ dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi đó nửa bước, Giang Tiểu Thơ dặn dò, tôi vội vàng nghe theo lời cô bé, trốn dưới một gốc cây tránh né đoàn quân kia, khi tôi tới dưới gốc cây thì không thấy Giang Tiểu Thơ đâu nữa, nhưng lập tức nhớ tới lời cô bé dặn, tôi cũng cảm thấy yên lòng, hẳn là Giang Tiểu Thơ đã phát hiện ra điều gì, nên giờ đi giải quyết vấn đề tôi nhìn đội quân kia đi rầm rập trên con đường núi rõ ràng tất cả đều không phải vật sống đột nhiên tôi nhớ tới một bài viết từng đọc trên mạng hiện tượng trước mắt rất đúng với bài viết đó đó chính là âm binh mượn đường âm binh mượn đường chia làm ba loại loại âm binh mượn đường đầu tiên chính là quân đội thời cổ đại hay cận đại sau khi thua trận oán khí tích tụ không tan cộng thêm điều kiện khí hậu và hoàn cảnh địa lý tạo thành loại âm binh mượn đường thứ hai thường xuất hiện sau khi có tai nạn lớn có nhiều người bị chết Loại âm binh này là quỷ sứ từ địa phủ đến bắt hồn người chết. Loại âm binh mượn đường thứ ba xuất hiện khi quỷ giới xảy ra chiến tranh. Đội âm binh mượn đường mà tôi vừa nhìn thấy, hẳn là loại đầu tiên. Trước đó tôi đã được nghe giải thích, nguyên nhân xảy ra hiện tượng này là vì sau khi quân đội cổ đại hay cận đại thua trận chết đi. Trong đầu những âm binh này đều cho rằng, mọi người vẫn đang dừng ở khoảng thời gian khi đánh trận, tất cả đều chưa chết, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, bảo vệ danh dự của người lính những âm binh này thường xuất hiện ở vùng cực âm vắng vẻ không ai qua lại cho nên rất ít người nhìn thấy không ngờ tôi lại gặp